Ui giời, ngon ngon. Có lăng. Được rồi, khéo bắt, bắt trước đi, bắt trước đi. Bắt thì không mày cái dây đâu, nó có mềm không? Chào anh em, chào mọi người. Hôm nay anh em mình tiếp tục lên dòng sông Khao đánh câu răng tiếp mọi người ạ. Bây giờ là 4:30. Nói chung đánh khu vực này thì nó nhiều cái con cá rô phi, con cá mương ấy nhiều ấy, nên là anh em bây giờ móc mồi trước. Không đánh cầu cần nên là anh em móc mồi trước đến chừng 6:30. Tối bắt đầu anh em quay lại, bắt đầu ném xuống mọi người nhá. Đây có mình và anh bạn này, hai anh em đồng hành này. Anh em vẫn tiếp tục đánh khu vực này. Một hôm đoạn suối này hôm nay đánh đoạn hôm đầu tiên luôn. Đây mọi người. Đó, đánh xuống dưới này này. Mọi người nhìn thấy không? Nhiều đá, rất nhiều hốc đá. Nó cũng các cái vụn này nó không quá sâu đâu, mà đánh vào các kẻ đá này sẽ được nhiều chặt hơn. Nên khu vực này thì gần dân đấy, người ta sẽ cũng đánh bắt nhiều. Và anh em đánh ngược lên trên kia. Nói chung là xuống người chừng hơn chục giây gì đó thôi nhá. Giờ anh em chuẩn bị. Bây giờ anh em mình xuống dây đây mọi người này. Cái dải dây ra thế này và cái dưới nào mất thì anh em mình bổ sung những lưỡi vào và ngoác mồi để đấy tối anh em mình quay lại với thả xuống mọi người cho cá rô cá con nó đỡ ăn. Đây thằng bạn mình nó ở đây, mình xuống thì xuống thế này, anh em cứ thả gần nhau ấy, đan xen nhau đi thôi mọi người nhá. Đó. Đó, nhìn các cái gành đá này mọi người này, đẹp, các cái hàng đá này, vọng còn có hàng đá này mọi người này. Tuy nhiên nó là đá cạn thì người ta có thể cũng đánh bắt nhiều hơn, người ta sẽ kích được, nhưng mà số lượng chạch nó không thể hết được mọi người ạ. Đây, thì mình xuống phía dưới kia. Mình thả đấy, bạn đang thả sạc đây mọi người ạ. Rồi, giờ mình xuống mồi đấy nhá. Chuẩn bị ra dây. Hai đầu buộc hai con đá thế này mọi người này. Đấy. Còn cái điểm cuối và điểm đầu của cái đoạn lưỡi câu này. Nhiệt độ hôm nay quê mình nóng lắm mọi người ạ, nó không phải là nắng lớn mà nó hầm. Nó nồng trời lắm. Trong nhà nó ẩm ướt ghê luôn. Bây giờ là mình mắc thôi mọi người, mắc xong một chút nữa mình quay lại với đi thả, tối với thả nhá. Thường mình câu lưỡi số 12 mọi người ạ, không có thì 13 càng cũng được, 13 thì nó được cá trạch lỡ hơn, ít con bé nó ít ăn được hơn. Số 12 thì nó được thập cẩm luôn mọi người ạ. Đây mọi người ạ, mình xong một dây này. Cứ vào như thế này mọi người nhá. Vào xong hết xong anh em mình quay lại ném xuống. Tối cho cá con nó phải phá đấy. Mình hôm nay không ăn cần nên không câu cần mọi người ạ. Đây. Rồi mình tiếp tục xuống dây khác và móc mồi lại nhá. Hôm nay anh em đi nhấc sớm mọi người ạ. Nhất cầu sớm thì anh bạn mắc đi công tác. Bây giờ là nó phải đi nên là nhầm ra nhất gần hết có ông bạn rồi. Phía dưới kia được chục giây rồi.
lên trên này mấy giây trên này. Trời, bây giờ mới hơn 5 giờ chứ mọi người, 5 giờ nhá nhem tối. Có một con mọi người đây này, trên sông giờ ít rồi, đánh nó không được dày nữa. Đây nào may mắn thì được 3 con 4 con, không được 1. Kéo dây lên thêm thế nào? Các cái này nói thực tế với anh em mà đi câu bằng cần máy ấy nè, thì xác suất nó được cũng ít thôi vì nó mắc cũng khá nhiều ấy. Đá nó rất nhiều. Anh em dạo này cũng chủ yếu đánh câu dây ấy, mọi người nó ít cá nên là hiệu quả nó lại lớn hơn. Nên mọi người xem là bảo là không phê. Thực chất đi câu cái này thì nó là không phê nhưng mà nó lại hiệu quả. Nó được cá to cũng phê lắm mọi người ạ. Đây này không có con nào. Đá đẹp thế không có nhỉ? Hơi kỳ. Mắc à? Cá lăng kéo vào hốc rồi. Con đấy. Ui trời. Có con lăng. Có con lăng mọi người ạ. Hai lăng. Ui. Phải không? Chê lăng. Ui chê to. Ui, con cá chê mà cứ nghĩ là con cá lăng, thành con lăng chấm nó lại nhỏ hơn con cá chê. Chê béo nhá, chê vàng béo ú luôn. Đây là cá lăng này mọi người này. Cá chê này to này. Nó mọc ú luôn này. Ăn ngay cuối dây luôn mọi người, ăn sát đáy hàng luôn này. Nói chung sông này thì rất nhiều cá lăng nhưng mà đa số là cá lăng bé này. Rất tiếc cá lăng bé nó ăn nó... cái dòng nhà con cá này nó ăn nó ham mọi người, nó còn nuốt vào sâu ấy nên là anh em không thả được. Con nào mắc miệng thì anh em cũng thả cá thôi mọi người ạ. Đầu trên đây có đánh không? Đùa bạn. Ui à, chạch nhiều thế. Ngon rồi, đánh sông khao mà được 2 con là lịch sử rồi. Có 2 con mọi người ạ. Đây nào nữa. Chặt chữ mình nó vàng thế này này. Con to thì nó vàng này. Đẹp mọi người. Nó khác con chạch miền Nam nó lại hoa. Chạch miền Bắc nó lại màu khác. Có không? Trên này còn 1 giây nữa là có ông bạn hết mọi người này. Xong là xuống dưới kia mấy giây của đầu của mình thôi. Tí mình nâng sau bạn nó đi việc. Đây này. Ui dính lăng khủng. Dính lăng chấm mọi người ạ. Mấy con. Ui giời ngon ngon. Có lăng. Được rồi mọi người, khéo bắt trước đi. Bắt thì không may cái dây đó nó có mềm không? Nhìn con lăng nó trôi lềnh bềnh mà đã mọi người. Ui giời ơi. Sướng. Nói chung ở đây gặp lăng thế này là cũng ngon rồi đấy, nó ít con to lắm. Anh em mình đi được con nào to lắm, được cả kg mới gần là to mọi người này. Đó. Ui cái đá này nó răng nó cạn nhờ. Ui 2 con. Không phải à. Ui giời, dính con lăng phê hết cả người. Đấy. Rồi ok. Con này nó được cỡ 6-7 lạng mọi người ạ.
cũng còn có lăng to đấy, người ta đánh được con 3-4 cân kìa đấy, mình chưa gặp con nào. Anh em đây mới gặp cỡ này 6-7 lạng là to rồi. Sướng nha, nhìn con lăng chấm mà nó phê. Đã nhỉ. Đấy, ngon lắm mọi người. Đẹp. Thế là thành công thôi, cần một con thế này là vui lắm rồi, hơn bao nhiêu con trạch ấy mọi người ạ, vì nó hiếm. Đây dưới đây. Ừ trời, không phải. Không lại chiếc kia bọn mình có một dây nó đứt. Ba cuốn đứt 3-4 lưỡi liền. Đấy chắc là dính lăng to mọi người ạ. Này là hấp còn ngon lắm rồi. Hôm nay mình đánh 3 dây, 2 dây bên kia không được, mình nhận 2 dây bên này nhá. Mình kéo lên theo cái nào. Này đẹp lắm mà không có cá. Không có cá mọi người ạ. Ơi, mình còn dây phía bên ngoài bên này này, mà mình ra mình lấy vào xem thế nào. Nhiều hàng đá mọi người, được một con này buồn thế. Thôi để mình nhờ gọi đây sau lên đăng tiếp dây trên mọi người nhá. Không có hàng rồi. Hai con bé bé. Khu vực này còn mấy dây nữa hết mọi người ạ. Hai con này này, mình cá mà giảm câu.
Hai con. Đây mình này. Kia đây là hai con này. Đây này còn được một con rồi, mình gậy vậy là mình nâng xong của mình rồi. 4 giây mình được 3 con rồi. Hôm nay không có cá, hôm nay mình không có cá đâu mọi người ạ. Để mình thu câu nhá, câu tính cho mọi người xem hai anh em mình hôm nay bao nhiêu nhá. Mình thu hết câu rồi, lại chỗ mình để cái ba lô mình này. Đây mọi người, đây có cả cá lăng mọi người nhá, có con lăng được cỡ 7-8 lạng và một số cá trạch này đó. Mình bạn mình nó bắt đấy, còn đây mình hôm nay được ít lắm mọi người, được gần chục con đâu. Nó không có cái điểm này, nó rất nhiều đá nhưng mà bị người ta đánh bắt sao mọi người ạ, nên là nó rất ít thôi. Mình thu cần xong hết rồi, thu câu là gọn được lại đây bị đồ và về đây. Chào mọi người nhé, chào tất cả anh em đam mê nhé, nhớ xem đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có thêm tinh thần đi làm những clip mới hơn và có nhiều cá hơn, những con cá lăng to cho mọi người xem cho nó vui mọi người nhé. Chào mọi người, hiện tại mình đang có mặt tại quốc lộ 47, đi từ nhà mình lên đây là mất một tiếng đồng hồ mọi người ạ. Mọi người có nghe tiếng nước nó ầm ầm dưới sông không? Hôm nay mình xuống phía dưới này, chỗ này có mấy vũng rất sâu và thầy sải đoạn nhiều đá ấy mọi người ạ, để mình xuống đấy mình đánh câu dây đó. Mình là vừa lên và dựng xe chỗ này chờ ông bạn ở dưới kia lên, là hai anh em xuống cái này đánh. Hôm nay chủ yếu đánh câu dây mọi người nhá, không đánh câu cần. Câu cần mình có mang định đi lua mà lên hơi muộn nên là chắc không lùa mọi người ạ. Mình xuống đây đánh ít dây câu dây chừng 4 giờ anh em mình ở đó xuống mồi. Xuống mồi đến chừng 6 giờ, hơn 6 giờ tối bắt đầu quẳng dây xuống để cho nó hiệu quả hơn mọi người ạ. Vì nói chung là ở trên này thì người ta đánh bắt cũng khá nhiều này, trên cái khu vực này này. Đấy, người ta đánh câu, đánh đủ thứ loại luôn mọi người, nên là mình đánh câu dây có ông bạn trên này thôi, ông công tác trên này và rủ đi. Đó, xuống phía qua cái đám keo này là xuống sông mọi người nhá. Chút nữa ông bạn lên mình sẽ xuống đấy và quay lại cái chỗ, những cái chỗ mà mình định đánh câu hôm nay cho mọi người xem. Đó, sẽ lên nơi và chờ họ đợi thì chút nữa ông bạn sẽ lên nơi. Bạn mình nó lên tới nơi mọi người nhá. Bây giờ anh em di chuyển xuống dưới sông này, tìm cái điểm nào đẹp để bắt đầu chuẩn bị mồi và giăng câu. Câu cần thì tối anh em mình sớm thì câu có thể là không câu mọi người ạ. Nó không hiệu quả nên là anh em đánh bằng câu dây không. Giờ để đánh bắt kiểu hiện đại hơn mọi người ạ. Nay định cứu là ấy, định đi sông Ken nhé, định vào sông Ken nhé, sợ mưa thôi. Ừ, sông Ken đi lên chưa, đi là vừa. Anh em mình xuống đến nơi mọi người ạ. Đây, bọn mình sẽ chiến đấu ở khu vực này. Đánh từ cái dọc gành đá này thẳng lên trên kia, đánh theo cái gành đá này. Đấy. Bây giờ mình đánh đoạn này trước, mình xuống mình móc mồi và anh bạn mình xuống cái bụng dưới đấy, chia nhau mỗi người một điểm và đánh chân. Bây giờ mới có 3:30 thôi, anh em chuẩn bị và móc mồi để trên bờ mọi người ạ. Chừng tối 6 giờ bắt đầu với ném câu xuống.
Giờ thì cứ chuẩn bị từ từ đó mọi người ạ. Cũng chưa ném câu xuống đâu. Em móc mồi xong rồi đi lên phía trên kia được. Phía trên kia đánh các bụng như này. Mấy bụng sâu là mình nhắm mấy dây dài xuống, hy vọng có cá lăng á. Cá lăng nó ở dưới sâu mọi người này, đánh khu dọc này nhá. Thôi giờ mình chuẩn bị sang phía vào bên kia và xuống dây theo các cái thuyền đá này này. Đấy. Đó. Mà để đánh nó đẹp không mọi người? Đây mọi người nhìn những cái gành đá này này, nó phải đẹp như vậy nhưng mà đây nó cạn, đoạn này mà nó sâu chừng 20 phần 3 phần nước nữa đẹp lắm, đánh cái dãy đá này. Đó. Mình sẽ đánh ngoài đấy và phía trên này mọi người này, mọi người thấy đá, mình sẽ đánh vào cái kẽ gành đá đấy nhá. Thôi bây giờ mình tạm dừng máy nhá, để mình đi móc mồi, móc hết lượt xong rồi thả. Hy vọng ngày mai có thu hoạch lớn mọi người nhá. Mới ra đến điểm nâng câu mọi người ạ, trời mưa mình không dựng được máy ấy. Đã mượn được cái ô và quay mấy giây cho thằng bạn nó nâng như thế nào nhá. Xong rồi mình xuống nâng của mình. Thôi là không biết có quay không mọi người, bởi vì là nó bị mưa ấy, khó quay quá. Rồi giờ mình quay cho bạn mình nâng mấy giây đây để nhá. Rồi, khu vực này đá thì đẹp mọi người này. Đó, xuống này trường nó đang mù mù ấy, nước chảy vào cái khu vực khác nhiều đá. Nếu mưa nước mưa to nó còn chảy đẹp luôn mọi người ạ. Bạn nó đánh ngay chỗ này mọi người nhá. Trời mưa trơn nữa mình cũng xuống sát được. Đây, cho mọi người xem nó có cá không. Không được con nào à? Hả? Không có mọi người ạ, không có con nào rồi. Một giây đầu là không được rồi. Bắn như này 2 giây rồi. Nó lâu rồi. Tại sao lại không có nhỉ? Có nào không? Lăng à? À, được một trái to mọi người ạ. Được đúng một con trạch to. Ở đây trạch nó to lắm, được con nào nó to. Mình đánh dọc bờ bên kia rồi người kiến rộng dây của mình sát bờ bên kia chúng nước chảy này. Bụng này đánh 10 giây luôn, sát xuống dưới kia luôn. Mình đã hết bờ bên kia, dọc bên kia. Đây là có bạn mình thôi. Bây giờ mình ra đây thu để anh em xuống dưới đây. Dây tiếp theo mọi người ạ. Đến một con lăng nhỏ nó đã nuốt luôn mọi người ạ. Đây có cá lăng mà nó hay nuốt sâu lắm. Cá nhỏ này anh em mình không thể thả được. Đó, chết luôn nó nuốt nó chết luôn, nó mắc đá này, lăng chấm mọi người nhá. À, lăng chấm đó. Mọi người nhìn này. Mình nhìn muốn nó săn, đây là săn cá lăng to này nhưng mà tiếc là lên con cá bé mà nó nuốt chết luôn rồi. Còn dây câu của mình có mỗi dây kia mình đánh sát bờ rồi. Mấy dây kia mình ném ra dòng hy vọng có cá lăng mọi người ạ. À. Đó, hy vọng có cá lăng nhé. Thế nhìn sang bên đằng này mình chụp dây bên kia kìa mà. À, mình xuống nhấc dây dưới kia trước. Địa điểm này nó hơi khó đặt máy đấy mọi người ạ. Ngoài suối này mình nhờ bạn nó nâng 3 dây. Mình ở phía ngoài chỗ ngoài này. Mình xem có được con gì không nhá. Xong rồi.
trên kia mình tự nhấc bạn xuống phía dưới thì nó nhấc của nó về, nếu mà anh em mình đi quay cá thì nó hơi lâu, hơi muộn. Nghe rượt rượt không bạn? Trắng được con gì mọi người ạ? Đúng là các con đến ăn nhiều nhờ. Nhiều cá con quá, mà tối về mới thả đấy. Không được con nào luôn, ngay vỉa hòn đá, đẹp thế mà. Thì nhớ mắt. Đúng không? Không có con nào nữa à? Hả? Đúng một con. Buồn thế. Là phải nấu là phải nấu nhiều, bỏ nhiều nước không? Ít cá quá. Đá thì cũng đến đánh các khu vực gành đá này chứ đánh kiểu gì nữa. Đúng không? Một con cũng có hàng. Làm lấy hai cái. Hả? Vị trí dưới này có 2 dây của mình mọi người này. Xuống mình kéo lên xem thế nào nhá. Đang phải dùng mũ để che máy. Mình chỉ còn một vài 6 giây trên này là hết mọi người ạ. Hôm nay không có cá. Không biết hy vọng cái này có được thêm con nào không nhé. Thế này được một con mọi người ạ. Một con thôi. Gọi là mọi người ạ. Cái này còn được mọi người nhá. Hai con mọi người nhá. Đấy, có cá nhá. Hôm nay không có. Thế thì này 3 dây. Thế này với 2 con. Gì thế?
Còn 3 dây ở phía bên cái hòn đá ở giữa sông kia, mình hơi du mái lại mình sang đấy mình nhắc mọi người nhá. Gần quá. Đấy, lý do là nó mưa ấy mọi người, mình không đi sang đến không mang máy sang đấy dựng được. Đây mình có cái ô mình che mà. Đấy, mình sang. Là cũng xong mọi người ạ. Hàng mình hôm nay này chắc là chưa được kg mọi người ạ, có mười mấy con thôi, mười ba mười bốn con gì đấy, hôm nay không được. Đa số những dây trong kia mình cũng không có luôn, cái kia không có lên đây. Vùng này được hơn được gần chục con ở vùng này thôi, cái kia không có mọi người ạ. Thôi mình thu câu thôi. Do trời mưa ấy, cái cảnh view mình ít quay được, mưa quá không ai cầm máy thôi, không dựng được. Mình quay xa xa mọi người nhé, mọi người coi thông cảm mình nhé. Thôi chào mọi người nhé, chào tất cả anh em đam mê nhé, hẹn mọi người trong những video lần sau nhé. Chào mọi người, chào tất cả anh em đam mê. Hôm nay mình tiếp tục đi đánh câu răng trên sông Khao tiếp mọi người ạ. Mình vừa tới nơi, khu vực này là khu vực yên nhân mọi người nhé. Trên này là khu vực làng người ta xuống đây, mình xuống theo bờ sông này. Đây, xuống cái khu vực đây. Đó, mọi người nhìn thấy không? Nước cũng đang còn khá to. Hôm nay lên đi với anh bạn này, nó đang lội qua suối trước. Còn mình xuống phía dưới kia đánh trước. Xuống cái góc dưới mọi người à. Đó, khu vực này thác nó chảy xiết lắm. Xuống cái đoạn đấy là đánh một vũng xong mình sẽ quay lên phía trên này. Đánh dọc đây. Đây, tuy nó không sâu đâu mọi người, cũng đánh một vài dây đây dọc đây. Đánh lên phía trên kia. Đó, lộ trình là như vậy mình rồi nhá. Bây giờ anh em đi thả câu và hy vọng ngày mai nhấc câu có cá cho mọi người xem thôi. Thì câu răng thì thường thường mình đánh thì công đoạn nó cũng như vậy thôi mọi người ạ. Mọi người nhớ xem và ủng hộ mình nhá. Biến đó, biến đây mà. Biến đây à? Ra mắt đây, ra mắt đây. Nó làm chi trên đây? Biến chuyển lên đây, bên chuyển đây mà. Mình bắt đầu xuống câu từ chỗ này mình, bạn đã xuống trên kia một vài giây. Cái vũng này mình vừa liếc máy qua mình xem nó rất quá lớn luôn. Thì là anh em mình chỉ đánh xung quanh này, rồi đi câu vào bên này. Bây giờ mình mắc một vài giây để bò bên này. Xong rồi sang bờ bên kia, bạn xuống cái bờ bên kia luôn rồi. Đến bờ bên kia. Đấy, đây là đoạn này mình đánh hôm này hôm đầu tiên mọi người nhá. Hy vọng mai là nó có cá cho mình, có cá cho anh em xem thôi. Giờ mình giải dây và bắt đầu xuống nguồn mọi người ạ. Chỗ
trước mắt là buộc con cá vào mình rồi nhá. Cá vào và ngồi đối với lại ném xuống. Dây câu đầu tiên mọi người nhé, hai dây này mình đã vào xong rồi và chờ đợi tối mình quay lại ném xuống mọi người ạ. Trong quá trình ném thì mình không quay được cho mọi người xem bởi vì nó tối mất rồi. Ném ban ngày xuống thì cá rô cá nhỏ nó ăn hết mọi người ạ, nên là mình phải chờ đợi tối. Bây giờ mình tiếp tục móc mồi và tối quay lại, hy vọng ngày mai có cá cho mọi người xem thôi. Hôm nay mình đi nhắc câu khá muộn mọi người ạ. Bây giờ là 7 giờ rồi thì lý do là trời cũng lại nó mưa mọi người. Tối hôm qua mình cũng ném được ít câu thôi. Bạn nó đi qua sâu suối nó chưa, nước nó to nó làm đổ hết run. Mọi người giãi được mười mấy giây mọi người. Bây giờ mình mưa quá mình mới xuống nhấc được. Đây mình vừa xuống đến bờ sông vừa trời và đang còn hơi mưa mọi người này. Phải lấy mũ che máy. Giờ mình sẽ nhấc ở phía trên này trước. Phía trên này là khu vực này nó gần dân đó, nên là mình nhấc trước. Xong mình nhấc dần xuống phía dưới kia. Phía kia là hết mọi người dọc dọc bờ kia nhá. Bây giờ mình ra thế này nhấc trước này, mưa đây. Nhấc ra mấy cái này trước mọi người ạ. Trời mưa quá nên mình đang xe máy nó không được đẹp. Con mọi người nhá. Thế này mình còn 2 giây nữa để mình kéo máy xuống.
này có một con đó mọi người ạ. À. Một con này. Một con. Có hai con người ạ. Như vậy là của mình ở đây 4 giây là được 8 con mọi người nhá. Đánh quá cũng rực rỡ mọi người ạ. Như thế này là quá rực rỡ rồi, thế bây giờ mình thu câu mọi người nhá. Thu câu vào bờ phía bên kia mình đánh 5-6 giây bên kia. Bên kia đánh gần chục giây nữa là ok hết. Hôm nay đánh gần gần đấy mọi người nhá. Do trời tối nó mưa mọi người này. Hôm qua là mình ngồi lại mình câu này, hôm nay nước nó lại đến đây mình này, nước to nó qua là chừng 15 phân mọi người ạ, mình tiếp tục lên ngoài này xem thế nào nhá, mình đánh ở góc bờ này mọi người, đi ngoài giữa này, nó có cá mọi người ạ. Dây phía ngoài xiết luôn này. Phía ngoài này còn 2 dây mọi này, nước xiết rồi.
Mình không ngờ là nó được kiểu vậy mình này. Sướng chưa? Cũng chỉ là ăn lưỡi bốn con. Vậy là 6 dây này thì được có 7 con mọi người nhá. Thôi mình thu dây nhá. Thế là cũng được mọi người ạ. Dây này được nhiều. Mất 4 dây không được con nào luôn. 3 dây. Mình thu câu nhá. Hôm qua mình chủ yếu đánh ở cái vùng này, chỗ này này mọi người này, trọng như là 6 dây. Còn 4 dây mình đẩy ra cái bờ xí xiết này. Tí quay lại nâng. Có đánh có 2 điểm nữa thôi. Thế vậy thôi mọi người ạ. Hôm qua dự tính anh em đánh thêm nữa mà bị mất run nên là đánh được ít. Còn mình nhắc khu vực này xem có được ít nào nữa mọi người nhá. Trên kia thì cũng được mười mấy con rồi. Hy vọng khu vực này nó được thêm mấy 5-7 con nữa mọi người nhá. Đây mình nhắc 2 dây thế này trước nhá. Thế này được một con mọi người ạ. Đây lúc này đầu tiên là một con này. Đó. Cái dưới này mọi người này. Cá đẹp lắm mọi người ạ. Cũng có cá gì đẹp lắm mọi người ạ. Đẹp luôn mọi người nhá. Đúng con cá. Cá này nhìn mình nó hơi giống cá trôi mọi người này. Cũng không phải cá chày, mồm nó lại cục cục. Đó. Không hiểu là cá gì luôn. Trên người trên này người ta biết với mình không biết mọi người ạ. Đây mọi người nhá. Anh em nào biết thì comment xem thế nào. Con mọi người ạ. Thả cạn mới được mọi người nhá. Thả sâu không được luôn. Mấy giây khi thả sâu không được. Ít nhỉ? Nhìn được nhiều hơn không? Mình hiểu rồi. Có trên đây được, như thế cũng được. Thì mất 3 giây gọi là mất 3 giây rồi. Mấy giây rồi, 3 giây. Đây mọi người nhá. Cá mình đây mình đổ đây mọi người xem nay không được nhiều nữa. Không có chạch mọi người ạ. Đây mọi người. Đấy, vào xô cũng được gần nửa xô. Chạch không mọi người ạ. Đó. Đây mọi người sướng chưa? Đây là nguyên cá chạch không mọi người ạ. Thôi, mình kết thúc buổi câu đây hôm nay đây mọi người nhá. Hôm nay kết thúc buổi câu đây và cá thì không có cũng được, không phải được nhiều lắm. Hẹn mọi người trong những buổi câu hôm sau. Mình câu nước nó cạn hơn, hy vọng nó được nhiều hơn. Đúng không? Trước mình câu một hôm được nhiều ấy. Coi mọi người coi cho nó vui. Mọi người xem video giải trí và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.